Chào thế anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp với Công Trình. Đây, hôm nay sẽ quay anh em, là hôm qua nó về. Con này chỉ mua lấy bơm thôi. Con này là con Kobe nha. K350-8. Nó là 450-8, 300-8 thì nó nhỏ hơn chút. Cho dùng cái chân quay phim. Này nó về không đủ đồ nha, tầng về tầng mỏng không có. Đồ ở trong thì như mới á. Mình chỉ mở cái này, con này là mở để coi nó bán cái ái thôi này. Mở để coi cái bơm thôi. Đây là chủ yếu là coi bơm. Này là chỉ là mở cái bơm, thổi một cái bụi không, thôi thôi nhá bờ lon đi rồi thôi. Này ngon. Quýnh thấy cái bơm nó xây xây anh em thấy không? Đó là giờ tại vì không có ruột mà cái không có phần nhông. Ủa trụ nào chưa? À. Tưởng lời cục đó hả? Tưởng lời cục đó hả? Không còn nữa.
này trước mình về nguyên cái nó cũng mở sẽ hủy. Đấy rồi. Con này là chủ yếu là lấy đồ thôi anh em ơi, lấy đồ, vành đồ thật đẹp, vành đồ như mới. Lon đã không? Nó sưng cục rồi. Con mày là nó dớt cái kia cho nó làm cái nhũng não rồi. Những CT này đều sàn qua bắt được hết. Có lò xo đẩy nhỏ mình thấy đều đẹp rồi thôi. Cái này có lò xo đẩy mở ràng con luôn. Wow. Đây lên. Chỉ là mua lấy đồ thôi, lấy cái này thôi. Rồi giỡn mặt trà lên xem chứ. Không gác trên này. Ui xời. Con này là SK 450-8 nha nè. Này nó mở nó xem rồi, nó còn ghi ok nè, thấy không? Mở xem đó. Hai cái giá không dẫn được. Dứt, dứt. Nó giúp cho anh chắc chứ. Vớt còn đây. Đây 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 đây. Đây. Xích vô cái lỗ này. Một rồi. Đẩy đẩy lỗ ngay khé này nó lên được. Ui xô xa nè. Đây, không không không. Ờ, quá đẹp rồi, cầm cái này nè, xe nhiện cái cho nó lắc. Đâu cần lấy cái đá chỉ, kệ nó, để ngoài thôi. Ờ, dơ. Nổi không? Được. Thấy
Rồi thôi, vậy thôi. Cho thêm miếng nhớt đi anh, cho nhớt nè. Đổ thêm miếng nhớt đây nè. Ồ, đồ quá đẹp anh nè. Chà đây nó mới tinh chưa chạy. Ok, hết hồn luôn. Đây nè, mở ra nè, nhớt chút. Nhớt còn đầy đủ nha nè. Quá đẹp quá trời đẹp luôn. Nó có cái bố ở trong á anh ơi, nên nó có bố nó thắng rồi mình xoay không được anh này. Thấy mình thấy nó kề bố dưới nó có ánh á. Đồ quá đẹp lắm à. Cẩn thận cái đất. Nó đầy lên chút rồi đó. Rồi, ok. Rồi. Quá sợ, sợ ra mặt trà đây nè. Quá đỉnh luôn. Càng lắng lẫy. Rác cái lưng mặt trà mình thôi. Mặt nó nằm dưới nha, mặt nó ấp lưng, nó chưa ấp lưng. Chắc mà bò vô cái ấp lại. Vớt cái mỡ bò vô nữa là ấp lại thôi nè. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi lúc này nha. Chúc anh em ngày mới mua nguyên đất. Anh em cần phụ tùng thì liên hệ phụ tùng sẽ làm mấy công trình. Cái lỗ agro ở đâu bên kia? Đưa qua lỗ agro quá. Lỗ agro nằm phía chỗ lỗ tay anh bên kia mà sao anh đưa vậy kỳ vậy? Anh em cần phụ tùng thì liên hệ phụ tùng sẽ làm mấy công trình. Số điện thoại là 0907 255 116. Anh em ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông nha. Để mình up những cái video mới nó sẽ báo cho anh em. Thank you anh em rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you, thank you. SK 450 triệu 8. Này nó chỉ còn chừng này thôi. Mua này chủ yếu lấy đồ thôi này.